bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm món trứng chiên với lá mơ. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là một lạng lá mơ. Ta bắt đầu thái lá mơ. Lá mơ này mình rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ thì mình đã thái xong lá mơ rồi. Mà các cháu ơi, cô cũng nhắc cho các cháu như vậy là các cháu thái cái gì á, các cháu phải để cái tay như vậy nè, chụp cái tay như vậy nè, thái nè. Đấy đấy, rất là nhanh mà nó không đứt tay nữa, các cháu đừng có xòe tay như vậy, xòe như vậy là sẽ đứt tay. Chụp tay như vậy rồi cứ thái vậy nè, ấn tay rồi vô. Bây giờ ta bắt đầu đi đập trứng. Mình đập 3 trái trứng. Bây giờ mình bỏ vô nửa muỗng bột ngọt. Nửa muỗng muối. Nửa muỗng non non thôi, thôi là mặn, sợ mặn. Và một muỗng nước mắm. Muỗng cà phê nước mắm. Và nửa muỗng tiêu. Bây giờ ta đánh trứng lên. Xong ta đổ vào trong rau lá mơ. Bây giờ ta bỏ vào trong chảo này khoảng 2 muỗng dầu ăn. 2 muỗng được và 3 muỗng cũng được. Ta bật bếp lên. Đó, mình quậy cái lá mơ cho nó thật là đều kỹ như vậy nè. Lá mơ này ăn rất tốt cho sức khỏe các cháu và các bạn ạ. Mình đau bụng nóng mình ăn cũng hết. Mà mình ăn với thịt luộc cũng là rất là ngon và chữa được rất nhiều bệnh. Các bạn và các cháu mở phần hướng dẫn bộ lá mơ của bác sĩ Hoàng Duy Tân hay gì đó, mở ra coi, bác sĩ hướng chữa nhiều bệnh lắm. Các bạn mà ăn rau ăn thịt luộc với cái lá mơ này thì không bao giờ các bạn ăn xà lách nữa. Ăn lá mơ nó ngon lắm. Mà cái lá mơ này rất dễ trồng. Các bạn xin cái cành, cái gốc về trồng hàng rào á, trời mưa nó lên dữ lắm. Mà lá mơ lông, mà lá mơ tím mới ngon. Ta để lửa nhỏ thôi. Ta bắt đầu đổ lá mơ qua ta chiên. À, đổ trứng ra chiên, vì nó lộn. Mình ấn cái trứng và lá mơ xuống như vậy này.
Bây giờ thì mình ta có thể là cầm con dao ta khẽ như vậy nè các bạn và các cháu ạ, để cho dễ lật. Tại vì lá mơ nó vào á, nó không có khó lật lắm. Trứng không thì dễ lật. Bây giờ ta có thể dùng cái này nè, đó, ta lấy vào. Tại vì lá có lá mơ nó khó lật lắm. Đó, ta bắt đầu lật lên. Và bên này ta cũng lật lên. Con lá mơ nó dễ vỡ lắm. Bây giờ ta cho thêm một chút xíu dầu nữa, tại vì mình thấy nó hơi khô một chút. Bây giờ trứng của mình đã chín rồi, ta bắt đầu lấy trứng ra. Cái trứng chiên lá mơ này các bạn ăn nó hơi đen một tí nhưng mà ăn rất là tốt. Tại vì cái nhựa lá mơ nó ra nó đen. Nó đen nhưng mà ăn rất là tốt các bạn và các cháu ạ. Ta để nguội chút xíu ta bắt đầu sắt. Bây giờ trứng chiên của mình đã xong rồi. Mình về mình bắt đầu đi sắt chắc trứng. Cháu thân mến ơi, bây giờ ta đã làm xong một dĩa trứng chiên với lại lá mơ. Trứng chiên lá mơ tuy rằng nó đen, nó xấu thiệt nhưng mà ăn rất tốt. Nhưng mà cái món này chỉ nhà mình làm ăn thôi, chứ không có nên đãi bạn bè hay đãi khách nên nó kỳ lắm. Nó đen thui à, mà mình ăn thì rất là tốt. Và bây giờ thì thời gian cũng còn nhiều thì mình cũng xin nói với các bạn và các cháu như vậy. Giữa đậu nành ngày hôm qua ngày hôm kia mình hướng dẫn cho các bạn và các cháu thì mình quên không nói là ngâm mấy tiếng. Mình ngâm 8 tiếng, có thể là 8 tiếng, có thể là 6 tiếng là mà đậu nành nở hết rồi, ta hãng làm. Mình quên mất, nhiều khi mình cũng quên mất. Còn về bánh bò thì có cháu yêu cầu cô là làm bánh bò sốt. Thì nói đúng ra cô còn nhiều video chưa làm lắm nhưng mà công thức bánh bò thì nó cách rất lắm. Là bánh bò thì thứ nhất là phải ủ cơm rượu này, xong bắt đầu lại ủ cái xong rồi lại còn ủ bột xong rồi làm lên, mà không phải là ví dụ như là làm cái món thịt trứng chiên với lại lá mơ thì làm cái là xong thôi. Còn bánh bò thì cách rất lắm. Mình làm thì mình phải để cho một công đoạn là cơm rượu là riêng. Khi mà làm xong rồi còn phải để một cái để cho các bạn coi. Và để cho một cái ủ bột nó coi như nó cách rất lắm. Cho nên là
cô còn nhiều công đoạn, nhiều video chưa làm lắm, cho nên là những cái gì mà video nào mà dễ làm mà tìm nguyên liệu dễ thì cô sẽ làm trước, còn những cái gì mà nó cơ nguyên liệu nó cách cách cô sẽ làm sau. Và có cháu lại cứ yêu cầu cô làm bánh bò nướng, thì bánh bò nướng, công thức bánh bò nướng với công thức bánh bò hấp thì nó giống nhau thôi, không có gì khác hết. Nhưng bánh bò nướng thì bỏ vô nướng thôi chứ không có gì hết, nhưng mà nướng nếu mà ta nướng lò điện thì ta phải đậy lại chứ không không có mở được, mở được nó sẽ khô ở trên. Còn nướng lò than thì mình cũng phải đậy lại chứ không có để là mở là như là nướng bánh chuối bánh gì đâu, nếu mà ta mà mở ra nó sẽ khô. Còn về xôi dị thì hôm lâu rồi mình có hướng dẫn cho các bạn các cháu làm thì mình quên, mình không nói là ngâm mấy tiếng nếp, ta ngâm 8 tiếng và nếp nấu xôi dị thì ta phải nấu thật là chín chứ không phải như nấu xôi ăn được. Nếu như ta nấu như xôi ăn thì mình khi mà mình cho đường vào nó dễ bị lại nếp lắm. Ta nấu xôi dị ta nấu phải thật là chín mùi luôn thì ta làm nó mới không có bị lại nếp. Và bây giờ thì mình bắt đầu ăn cơm. Nó cái này thì nó đen lắm các bạn ạ, nó không có trắng như cái trứng chiên kia đâu, nhìn nó mất cảm tình lắm nhưng mà nó lại là rất tình cảm. Và tiện đây thì mình cũng có vài lời với các bạn và các cháu trong cái việc làm kem như vậy. Có cháu thì nói rằng cô ơi, con xài hai cái thau nhựa được không? Hai cái thau nhựa là không được, bởi vì thau nhựa nó cách nhiệt, nó lâu đông lắm. Và các cháu mà có xài, các cháu bé mà có xài thì các cháu đừng có xài cái gì bằng nhôm, nhưng mà là chống dính, nó cũng cách nhiệt, nó lâu đông lắm. Các cháu lên xài một cái bằng nhựa và cái bằng nhôm. Có cháu thì nói với cô rằng cô ơi, con không có cái gì bằng nhôm hết, không có cái thau bằng nhôm, con xài bằng nhựa được không? Các cháu có thể dùng cái nồi nấu cơm, cái nồi nấu canh, cái gì cũng được. Hay là nếu mà các cháu không có cái nồi bằng nhôm thì các cháu có thể ra hàng trà sữa trân châu á, xin cái lon đào của người ta, cái lon đào bán trà đào á, rất là nhiều lon đào, lon vải thì nó là bằng nhôm, nó rất mau đông, còn các cháu mà làm bằng nhựa thì không thể nào đông được. Đó, nếu mà các cháu xài bằng inox thì nó còn đông, chứ nếu các cháu xài bằng nhựa là không thể nào đông được, vì bằng nhựa là nó cách nhiệt. Các cháu cứ thử bỏ cái thau nhựa hay cái gì bằng nhựa vào tủ lạnh coi, nó lâu đông lắm. Còn bằng nhôm thì nó mau đông, chứ bằng inox nó lâu đông. Cô thấy các cháu hoàn cảnh quá, cô thương lắm, nhưng mà không biết làm sao. Nếu mà các cháu ở gần nhà cô thì cô cho, nhà cô thì nhiều đồ nhôm lắm, nồi nấu canh gì cũng có hết, nhiều khi cái xài cái thứ mình không xài những cái để đó. Cô thấy nhiều cháu sao mà hoàn cảnh quá, các cháu không có cái gì bằng nhôm thì các cháu cứ lấy cái nồi nấu cơm, cái nồi nấu canh, hay là ra chỗ hàng trà sữa xin cái lon đào về làm, rất dễ. Còn các cháu làm cứ bảo không thành công, các cháu ấn cái tô xuống, ví dụ như đi đây là một cái tô, cháu ấn xuống dưới đáy thì nó sẽ đông. Các cháu cứ để lành bành lên trên làm sao mà nó đông được. Các cháu coi video, các cháu phải coi cho kỹ càng đàng hoàng, là coi như cô làm như thế nào, coi từng chi tiết một. Các cháu cứ coi thoáng qua một cái các cháu làm thì không có được. Và có cháu hỏi cô như vậy, cô ơi kem con làm được rồi nhưng sao nó không có dẻo mà nó cứ đá đá. Các cháu cho bột vào, quậy lên, bột đặc dẻo dẻo thì nó sẽ đông dẻo thôi. Và có cháu lại hỏi như vậy, cô ơi con làm kem xong con bỏ vô tủ lạnh, phải bỏ ngăn lạnh hay là ngăn mát? Phải bỏ ngăn lạnh chứ không bỏ ngăn mát được. Và các cháu muốn cho kem nó ngon thì các cháu bỏ trong cái hộp nhựa đậy lại, giống như là kem hộp ở ngoài tiệm vậy đó, thì kem nó sẽ dẻo. Đằng đầu các cháu bỏ vô, các cháu đừng có đậy, để cho nó lạnh hẳn một lát đã rồi đậy lại. Rồi các cháu đậy lại thì nó sẽ đông dẻo như kem hộp ở ngoài chợ vậy. Và mình nấu bột thì mình nấu dẻo dẻo á, chứ nếu mà các cháu làm sữa đổ vô thì nó không có dẻo được, tại vì nó không có độ dẻo. Các cháu nấu với bột mà bột dẻo dẻo lên giờ được. Có cháu bảo là thôi hết giờ rồi, cô tạm ngừng đã, hết giờ rồi.